Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Diệt chủ trì buổi tọa đàm về lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 1930-2015. Đây sẽ là tài liệu nghiên cứu và giáo dục truyền thống cách mạng quan trọng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sau này. Bản thảo lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 1930-2015 biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn của tập lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 1930-1975 tập 1 và lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 1975-2005 tập 2, đồng thời biên soạn mới giai đoạn 2005-2015. Theo dự thảo, kết cấu cuốn sách gồm lời giới thiệu, phần nội dung, phần tổng luận và phụ lục. Trong đó, phần nội dung gồm phần mở đầu Cà Mau đất nước con người. Phần thứ nhất, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân Cà Mau đấu tranh giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ năm 1930-1975 gồm 3 chương. Phần thứ hai, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân Cà Mau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 1975-2015 cũng gồm 3 chương. Cuốn sách ghi lại những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đổi dễ dàng tự hào với những chiến công hiển hách trong đấu tranh, những thành tựu to lớn trong xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau. Tại buổi tọa đàm, đại biểu là nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu, cán bộ hưu trí đóng góp những ý kiến về bố cục tập sách, tên các chương, nội dung cơ bản trong các chương và ghi nhận những ý kiến bổ sung cho ban biên tập để cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 1930-2015 sớm được in ấn phát hành. Sáng nay, Quyện Quỹ u Minh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đợt 1 cho 200 đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quyện Quỹ và các cơ quan đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn quyện. Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về vai trò tiên phong gương mẫu, về đạo đức, phẩm chất đạo đức cách mạng, về năng lực công tác của người cán bộ đảng viên. Thực trạng của đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay, một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập làm theo gương Bác, góp phần vào xây dựng và phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, làm tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo Quyện Quỹ Trần Văn Thời vừa có buổi làm việc với Đảng bộ xã Phong Điền về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Năm 2021 và 6 tháng năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã vẫn ổn định. Thời điểm này, Phong Điền cũng đang phấn đấu thực hiện các tiêu chí để sớm về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đánh giá cao những kết quả đạt được, lãnh đạo Quyện Quỹ Trần Văn Thời đề nghị Đảng bộ xã Phong Điền tập trung hơn nữa vào một số nhiệm vụ như cụ thể hóa các kế hoạch, thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, xây dựng lộ trình phát triển xã bám sát theo tình hình thực tế tại địa phương, ưu tiên và phát triển các lợi thế sẵn có, vận động nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung phát triển các tổ hợp tác xã để nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 10 về thu nhập được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Bởi khi làm tốt tiêu chí này sẽ tạo đòn bẩy để hoàn thành, nâng chất nhiều tiêu chí khác. Xác định rõ điều đó nên dù đã đạt chuẩn hay đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, các xã trong tỉnh vẫn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập, và xem đây là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Phóng sự thực hiện tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, một trong hai xã của huyện đang phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Qua kết quả tự rà soát của xã Tân Duyệt, đến nay xã đã thực hiện đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. 4 tiêu chí chưa đạt bao gồm trường học, thông tin truyền thông, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm và tổ chức sản xuất thuộc nhóm tiêu chí số 3 về kinh tế và tổ chức sản xuất. Trong đó, tiêu chí tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí cốt lõi, tạo điều kiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. Với thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích hơn 4.500 ha, xã đẩy mạnh phát triển nhiều mô hình sản xuất như nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, nuôi tôm quảng canh cải tiến và quảng canh cải tiến 2 giai đoạn, nuôi sầu huyết, tôm cua kết hợp. Tiêu chí thu nhập đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong cái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua thì xã cũng đã tập trung nhiều nguồn lực để nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. Trong đó thì có mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và quảng canh cải tiến 2 giai đoạn. Ngoài các mô hình đó thì xã cũng triển khai nhiều các mô hình khác nhằm để nâng cao cuộc sống của người dân, như mô hình trồng rau màu, cây ăn trái hoặc là mô hình trồng bồng bồn. Ngoài ra, người dân còn đa dạng thêm nhiều mô hình khác để tăng thu nhập, nhiều mô hình nuôi gà của ông Biển Công Thành ở ấp Tân Trung. Với kinh nghiệm nuôi gà gần 7 năm, ông Thành cho biết, mỗi năm ông cho xuất chuồng khoảng 2.000 lứa gà. Đặc biệt nhờ chăn nuôi khép kín theo hướng an toàn sinh học nên đạt hiệu quả khá cao. Dự kiến tháng 9 tới, ông Thành sẽ làm lại chuồng trại để thả nuôi tiếp. Tùy vào tình hình dịch bệnh, giá cả đầu ra mà ông sẽ cân đối số lượng con giống cần nuôi. Đó là hàng năm thì vụ nuôi 2 vụ, mà mỗi vụ như vậy đó là thấp nhất thì cũng đạt 55 triệu. Như vậy thì là chú nuôi 6 năm rưỡi, mà đặc biệt đó là chú làm chuồng trại là các cái thứ là nói chung nó không có giống như người ta, tức là chú làm cây lá thô sơ nền đất, nhưng mà có điều đó là áp dụng theo cái sinh học mà quyện hướng dẫn đó, cho nuôi rất là đạt. Nhiều hộ dân cũng tận dụng tối đa diện tích sẵn có để áp dụng mô hình đa cây đa con trên cùng diện tích, nhiều mô hình trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá của gia đình bà Đoàn Thị Khuyên. Thấy nông dân bằng sản xuất thì cũng canh tác, thì cũng đời sống nó thay đổi hơn, hồi lúc làm ruộng gì đó thì mặn ăn thì thấy nó có đổi mới nhiều hơn. Nhưng gia đình mình thì nói chung con thì nó cũng mặn này nọ thì cũng sản xuất được, đời sống cũng ổn định lắm. Về chuyển đổi qua trồng bồn bồn thì thu nhập hàng ngày thì cũng ổn định cuộc sống được. Theo định hướng của các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vẫn là tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích người dân tham gia, đồng thời quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập người dân, tiến tới thực hiện thành công tiêu chí thu nhập trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, khai thác thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây đã diễn ra tình trạng khai thác quá mức và vi phạm một số hoạt động trong đánh bắt, nhất là hoạt động đánh bắt ven bờ. Cà Mau đã có nhiều giải pháp khuyến khích các phương tiện khai thác ven bờ, chuyển đổi nghề hoặc chuyển sang nghề khai thác thân thiện với môi trường, không sát hại nguồn lợi thủy sản. Song song đó triển khai dự án rạn nhân tạo, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, từ đó phần nào khôi phục lại nguồn lợi thủy sản tiềm năng của tỉnh. Ngày trước nhưng có lúc là nó vô cách mé bờ mình khoảng cỡ nửa công đất là có mực rồi, là mực bự mà mực nhiều nữa. Giờ nó quá trời, cái sự nó đông đúc quá rồi, với số lượng người tàu ghe nó nhiều quá nên giờ nó giảm cái hải sản mình nó giảm nhiều, nó giảm đi mức độ là nó trầm trọng luôn. Hồi lúc trước thì nói chung tôm cá mực dữ lắm, nhưng mà cỡ mấy năm nay là nó giảm dữ lắm rồi. Nói chung là nó như mỗi lần 10 đi giờ còn giỏi lắm cả 2. Người cào với người lú rồi thấy không ảnh hưởng, bắt cá con rồi. Bị cái con vô thì nếu chung mình ngâm chừng 2-3 đêm phải chết cắt nó trơn rồi. cái phương tiện mà có công suất lớn vào cái vùng bờ để khai thác như là cạo đôi và đặc biệt là xe điện, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản. Và nhiều cái phương tiện mà khai thác dùng sai tiếng, khai thác các loại thủy sản bị cấm khai thác. Thời gian qua, các địa phương ven biển của tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn các hoạt động khai thác hải sản bằng nghề cấm, dùng cấm, đặc biệt cơ cấu lại phương tiện khai thác ven bờ, chuyển đổi nghề đánh bắt hợp lý cho ngư dân, đảm bảo phát triển nghề khai thác hải sản bền vững, thân thiện với môi trường. Ngành chức năng cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân bằng nhiều cái hình thức như là tập huấn, rồi phát tờ rơi, tờ bốn, rồi các bản cái pano. Rồi cái thứ hai nữa là về cái mình thả giống tái tạo nguồn lợi sản, tăng cường cái công tác mà tuần tra, kiểm tra và xử lý, qua đó đồng thời nhắc nhở những cái phương tiện mà khai thác vi phạm về cái IUU và đồng thời xử lý nghiêm những cái trường hợp mà cố tình vi phạm. Công tác nhân rộng thì Ủy ban tỉnh đã có chủ trương, thì trong năm nay đã tiếp tục thả là 400 đến 500 khối gạn xuống cái khu vực lân cận, mang tính chất là nhân rộng, rồi tiếp tục theo dõi đánh giá. Rồi bên cạnh đó thì về mặt pháp lý thì đâu đó nó cũng có, tuy nhiên là chúng tôi sẽ lồng ghép nghiên cứu để xin cơ chế, xin chủ trương đang định hướng theo cái hướng khi mà cái việc là thả gạn này nó ổn định, kết quả nó khẳng định, đảm bảo tính ưu việt, đến cái thời điểm là chín mùi, đủ điều kiện, đủ cơ hội thì chúng tôi là sẽ tham mưu các thẩm quyền làm ghép vào trong cái vấn đề theo cái hướng là gắn kết với du lịch sinh thái. Với nhiều hình thức khác nhau, các tỉnh thành trong cả nước đã nghiên cứu và triển khai thành công dự án rạn nhân tạo nhằm phục hồi, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Giữa năm 2020, Cà Mau chính thức triển khai dự án và được thí điểm tại khu vực Biển Tây thuộc huyện Trường Giang Thời, cách khu du lịch Hòn Đá Bạc khoảng 14 km. Diện tích thả rạn khoảng 2 hải lý vuông, tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng. Khi triển khai dự án, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương thành lập tổ hợp tác, đồng quản lý nhằm bảo vệ và khai thác khu vực thả rạn nhân tạo. Tổ có 15 thành viên là những ngư dân có tàu khai thác quanh khu vực biển thả rạn thuộc xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trường Giang Thời. Trách nhiệm của tổ là canh giữ rạn, thông báo tình hình hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực thả rạn, hướng đến mục tiêu vì một nghề cá bền vững. Có thể nói, những dấu hiệu phục hồi và phát triển tốt của nguồn lợi thủy sản tại khu vực rạn là cơ sở cho việc mở rộng diện tích vùng thả rạn, nhân rộng thêm mô hình khác để tác động nhanh đến việc khôi phục hệ sinh thái ở vùng dự án nói riêng, vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh nói chung. Chiều hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Căn có chuyến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại địa bàn xã Tam Giang Đông. Tam Giang Đông là xã bãi ngang ven biển, có đường bờ biển dài 16 km, cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Những năm qua, xã Tam Giang Đông là một trong những địa phương chịu tác động mạnh từ thiên tai. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngoài kiện toàn ban chỉ đạo, xã Tam Giang Đông còn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác này. Tại buổi kiểm tra, xã Tam Giang Đông còn kiến nghị với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Căn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ thêm các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn như máy phát điện, xuồng máy và các trang thiết bị cập nhật thông tin, đồng thời hỗ trợ xây dựng nhà tránh trú bão cho người dân trên địa bàn khi có bão xảy ra. Sáng nay, Công ty điện lực Cà Mau phối hợp với Công ty điện lực khu vực 4, gồm các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng, tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố về lưới điện năm 2022. Theo dự báo của ngành chuyên môn, năm 2022, thiên tai diễn biến phức tạp, có khả năng ảnh hưởng và làm hư hỏng các công trình lưới điện. Trước dự báo đó, Công ty điện lực Cà Mau đã xây dựng phương án ứng phó với mục tiêu là nhanh chóng khắc phục và cấp điện nhanh nhất, an toàn nhất trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho người dân. Tại buổi diễn tập lần này với tình huống giả định là xảy ra bão số 2 với cường độ mạnh và diễn biến phức tạp đi vào địa phận các tỉnh thành từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Sau khi bão đổ bộ đã gây ra một số thiệt hại về lưới điện. Trong đó lưới điện trên địa bàn huyện Nam Căn và Ngọc Hiển xảy ra thiệt hại nặng nhất, cần sự hỗ trợ từ các đơn vị bạn. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty điện lực Cà Mau đã tiến hành họp và chỉ đạo các giải pháp khắc phục kịp thời. Buổi diễn tập là dịp để các lực lượng trong ngành tiếp tục nâng cao tay nghề, thành thạo trong tất cả các thao tác, để khi xảy ra sự cố điện, công tác khắc phục được tiến hành nhanh và hiệu quả nhất. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tràm Chơi, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Phạm Thanh Liêm chủ trì cuộc họp với thành viên Ban chỉ đạo nhằm chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Đầm Dơi có 2 điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Đầm Dơi và trường Trung học phổ thông Thái Thành Quà với 58 phòng thi, 1.389 thí sinh tham gia dự thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn thành. Hiện ngành giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đảm bảo an ninh, y tế, hệ thống điện lưới ổn định an toàn cho kỳ thi, đảm bảo chỗ ăn nghỉ cho học sinh ở xa trung tâm, chuẩn bị dự phòng phòng thi cách ly đối với các trường hợp giáo viên học sinh có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo có kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, đưa rước thí sinh gặp khó khăn trong đi lại để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện với nhiều lợi ích thiết thực. Nhờ có chính sách này mà những lao động tự do, người lao động đến tuổi nghỉ hưu hoặc vì lý do nào đó phải nghỉ việc nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, có cơ hội nhận chế độ hưu trí bằng việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thanh Nhanh, trước đây là giáo viên của trường tiểu học Hùng Dương, có 19 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đến tuổi nghỉ hưu, thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần, qua tư vấn của nhân viên bảo hiểm xã hội, bà Nhanh đã quyết định đóng thêm gần 1 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện, để đủ 20 năm và được hưởng chế độ hưu như hiện nay. Nếu như mà mình chọn bảo hiểm một lần thì mình sẽ sử dụng cái đó trong một khoảng thời gian ngắn thì mình sẽ hết một cái số tiền đó. Còn nếu như mà mình chọn cái phương án mà đóng bảo hiểm tự nguyện thêm cho đủ thì sau này mình sẽ được hưởng cái chế độ là cái thứ nhất là lương hưu của mình sẽ hưởng lương hưu hàng tháng. Cái thứ hai nữa là mình sẽ được cái bảo hiểm y tế nó hỗ trợ cho mình là được 95%, thì sau này nếu như mình có bệnh hoạn ốm đau gì thì mình sẽ được trợ cấp cái phần đó, đỡ cái phần gánh nặng cho gia đình và sau nữa là xã hội. Quê gốc ở tỉnh Quảng Trị, bà Ngô Thị Huệ vào Cà Mau sinh sống tại xã Lý Giang Lâm và làm việc tại Công ty Cổ phần Dược Minh Hải. Làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hơn 12 năm thì bà Huệ đến tuổi nghỉ hưu. Cũng qua tư vấn của cơ quan bảo hiểm xã hội, bà Huệ đã quyết định đóng thêm gần 8 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện mà không nhận bảo hiểm xã hội một lần như nhiều người khác. Sau khi đóng theo quy định, hiện bà Huệ đang hưởng chế độ lương hưu hàng tháng. Mình cũng tham khảo mọi người mà người ta làm việc á, rồi mình thấy cái đó là có lợi ích. Cho mình thì mình quyết tâm mình đóng vô. Mới được 20 năm mới có hưu. Hưu thì có bảo hiểm nữa thì mình mà đỡ phần nào lo, vừa lo cuộc sống mình trang trải hàng ngày, ăn uống thì mình thấy là rất là thoải mái. Lực và mục tiêu của mình là không khuyến khích người tham gia bảo hiểm xã hội nhận một lần, mà khuyến khích để anh tham gia để sau này là anh hưởng lương hưu và anh được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội. Do đó là nhận một lần thì mình thiệt hại trước mắt là cái khoản tiền mà cái nhận một lần nữa là nó không bằng, nó thấp hơn. Thay vì mình để sau này mình hưởng lương hưu đó thì mình là được hưởng gấp 2 gấp 3 lần khi mình nhận một lần. Ví dụ tôi nói là nếu như một người nam mà tham gia bảo hiểm xã hội là đủ 20 năm đó, mà nếu như anh nhận một lần thì sẽ được 134 triệu. Còn anh để anh nhận lương hưu thì sẽ được 257 triệu. Mà 257 triệu này chưa tính mà cái việc mà điều chỉnh lương hưu hàng năm. Hàng năm mình đều có cái điều chỉnh lương hưu so với cái trượt giá tiêu dùng. Với các chế độ từ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, sự liên thông giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, những lao động tự do, người lao động đến tuổi nghỉ hưu hoặc vì lý do nào đó phải nghỉ việc nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, vẫn có thể nhận chế độ hưu trí bằng việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tính đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 258 người đang hưởng chế độ hưu từ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kết hợp với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ có lương hưu, cuộc sống của họ đã giảm bớt những gánh nặng khó khăn trong lúc tuổi già. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.